Giai đoạn 2 của dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Quý đang được gấp rút thi công tại huyện đảo Phú Quý. Tuy nhiên, khác với các công trình khác, thi công công trình này phải chờ thời điểm nước rút mỗi ngày mới làm được, chủ yếu công nhân phải làm xuyên đêm và các máy móc vật tư xây dựng phải vận chuyển từ đất liền ra. Thiết lưu là nó là, thường thường là nó là xuống là 19 giờ. Đó là hắn xuống là mình phải làm theo thiết lưu. Bắt đầu từ hắn xuống là bắt đầu mình làm miết que đêm. Đó, để cho tiến độ cho nó kịp tiến độ cho công trình. Nếu ở giai đoạn 1 tập trung xây dựng hai tuyến đê ngăn sóng thì giai đoạn 2 tập trung nạo vét vũng neo tàu, luồng tàu và xây tuyến kè nối đê Đông Đê Tây, kè bảo vệ bờ. Với khối lượng công việc lớn nên nhà thầu phải huy động tối đa máy móc và 70 công nhân làm ngày đêm. Do đó chế độ tiền lương luôn phải đảm bảo tương xứng với điều kiện thi công khắc nghiệt. Thì anh em được hưởng một cái chế độ lương kịp thời và với mức lương khá cao so với cái mặt bằng chung hiện nay, thì là để đáp ứng được cái điều kiện thi công khắc nghiệt ngoài biển đảo. Dự án khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Quý được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt chủ trương đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, có thể đáp ứng cho 1.000 tàu cá có công suất lên đến 600 mã lực. Không chỉ riêng ngư dân huyện đảo Phú Quý mà tàu cá của ngư dân các tỉnh lân cận đều có thể đến tránh trú bão an toàn.